Trần Thanh Mẫn thân cô thế cô giữa rừng tướng giữ. Tứ trụ hiện nay đang bị vũ trang hóa chưa từng có. Tứ trụ có 4 nhân vật thì có đến 3 người là tướng xuất thân từ lực lượng vũ trang. Tổng Bí thư Tô Lâm là đại tướng công an, Chủ tịch nước Lương Cường lại là đại tướng quân đội, Thủ tướng Phạm Minh Chính là trung tướng công an. Tuy ông Chính có cấp hàm thấp nhất nhưng bản lĩnh chính trị được đánh giá là chỉ đứng sau ông Tô Lâm. Dù là quân đội hay công an thì các ông tướng này đều được dạy cách dùng sức mạnh của súng đạn để mà giành chiến thắng. Công an dùng súng đạn để thắng dân, còn quân đội thì dùng súng đạn để thắng kẻ thù. Thực tế cho thấy nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm kỳ mà chính trường biến động nhiều nhất từ trước đến nay. Đã có hai cái chết bất thường, là ông Lê Văn Thành, cố Phó Thủ tướng, và ông Nguyễn Chí Vịnh, cố Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Bộ Chính trị thì dụng đến 8 người, trong đó có một người đã chết. Chưa bao giờ chính trường tại Việt Nam lại khốc liệt đến như thế. Sau cuộc chiến đầy tổn thất từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tứ trụ xuất hiện đến 3 ông tướng. Điều đó cho thấy võ đài chính trị đang do các ông tướng làm chủ cuộc chơi. Thậm chí có nguồn tin nội bộ cho biết Tô Lâm đang từng bước hưng yên hóa cả ban bí thư lẫn tứ trụ. Mà đang nói là nhóm Hưng Yên toàn là tướng quân đội và công an. Khi Hưng Yên làm chủ cuộc chơi thì chính trường sẽ mang màu sắc bạo lực. Đầu năm 2021, sau đại hội lần thứ 13, tứ trụ bao gồm Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ. Nay người duy nhất còn lại đến bây giờ chỉ là Thủ tướng Phạm Minh Chính là trung tướng công an. Như vậy đủ thấy chỉ có các ông tướng mới trụ vững được trong dòng bão của chính trường. Giờ đây tứ trụ còn duy nhất ông Trần Thanh Mẫn không thuộc lực lượng vũ trang. Ông Mẫn được đẩy lên cấp bách do Bộ Chính trị thiếu người. Đây chỉ là giải pháp khẩn cấp tạm thời. Với bản lĩnh chính trị của ông Mẫn, nhiều nhà quan sát đánh giá rằng ông khó có thể ở lại tứ trụ trong nhiệm kỳ tới. Ghế Chủ tịch Quốc hội là ghế không có thực quyền, bởi ngay bản thân Quốc hội cũng chỉ là tổ chức bù nhìn. Tuy nhiên, từ thời ông Nông Đức Mạnh làm Chủ tịch Quốc hội, cách đây hơn 30 năm thì ghế này được xem là dự bị cho chức tổng bí thư. Ông Nông Đức Mạnh, ông Nguyễn Phú Trọng đều đi lên từ ghế này. Nếu ông Vương Đình Huệ không bị ông Tô Lâm tấn công thì đến đại hội lần thứ 14 ông Huệ cũng sẽ được cơ cấu và tổ chức chức tổng bí thư. Nhưng giờ đây chính trường đã không còn trật tự như trước nữa. Thượng tầng chính trị thì chia phe, đấu đá lẫn nhau, mạnh thắng, yếu thua chứ không còn cơ cấu được nữa. Nếu ông Trần Thanh Mẫn không được tổng bí thư bảo kê thì rất khó có thể trụ lại lâu dài. Ở đại hội lần thứ 14 sắp tới, ông Mẫn cần giữ nguyên vị trí chủ tịch quốc hội. Nhưng điều này xem ra là rất khó, bởi cánh miền Nam hiện nay quá yếu, ông không thể liên minh liên kết với ai cả. Ông Nguyễn Tấn Dũng mới trỗi dậy sau cái chết của Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, ông Dũng chỉ tập trung cho Nguyễn Thanh Nghị, bởi ông Dũng không đủ lực để nâng đỡ kẻ khác. Trong Bộ Công an thì ông Tô Lâm cũng đang chuẩn bị người để mà thay thế vị trí của ông Lương Tam Quang. Nguồn tin nội bộ cho biết ông Tô Lâm đang muốn đưa Lương Tam Quang vào tứ trụ, chứ không chỉ ngồi yên ở ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Nếu thật như vậy thì ghế của ông Trần Thanh Mẫn rất mỏng manh. Ông khó có thể đấu được với ông tướng công an, mà ông tướng này lại có một ông tướng khác to hơn đứng phía sau. Trần Thanh Mẫn không đi lên bằng con đường võ tướng mà chỉ nhờ gặp may. Ông được chọn để thay thế cho Vương Đình Huệ vào thời điểm mà quan chức dụng ghế như sùng, nên không đủ nhân sự để mà kịp thời thay thế. Đến lúc này ngồi tứ trụ mà không có võ thì rất khó phòng thân. Xem ra vị trí của ông Trần Thanh Mẫn là mong manh nhất trong tứ trụ hiện nay. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Trần Thanh Mẫn thân cô thế cô giữ giường tướng giữ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Đón trước đòn của Tô Lâm, Phạm Minh Chính ra tay đánh chặn. Vào ngày 8 tháng 11 vừa qua, ông Phạm Minh Chính ký quyết định 1355 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Thái, trung tướng,
Ủy viên Trung ương Đảng làm Tư lệnh Quân khu 1. Thật ra, ông Thái đã giữ chức vụ này từ ngày 3 tháng 10 năm 2019 đến nay đã hơn 5 năm. Việc ký kết bổ nhiệm này chẳng có gì mới. Phạm Minh Chính vẫn đì Nguyễn Hồng Thái ở vị trí cũ. Đáng nói là từ năm 2021, ông Nguyễn Hồng Thái đã vào Trung ương Đảng. Thông thường, với tướng quân đội được vào Trung ương Đảng thì sẽ được cơ cấu vào ghế thứ trưởng. Ấy vậy mà, đã hơn 3 năm, ông Thái vẫn chưa được gọi về Bộ Quốc phòng để giao chức vụ cao hơn. Ông vẫn ở nguyên vị trí Tư lệnh Quân khu 1. Từ khi ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư, chính trường Việt Nam đã có rất nhiều biến động. Hai phe mạnh trong quân đội bỗng dưng bừng tỉnh khi thấy Tô Lâm thọc tay vào quân đội. Với cương vị là Bí thư Quân ủy Trung ương, Tô Lâm có thể can thiệp vào những quyết định của nhóm Phan Văn Giang và nhóm Lương Cường. Đặc biệt là mới đây, Tô Lâm đã bứng được tướng Phạm Ngọc Hùng ra khỏi ghế Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Tuy nhiên, phe Phan Văn Giang lại có kế sách dự phòng lập tức đưa người của họ vào thay thế để chặn đường tiến của Nguyễn Hồng Thái. Được biết, ông Thái là một nhân sự thích hợp để ngồi vào ghế Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Ông Thái cùng với Hoàng Xuân Chiến đều là người đồng hương gốc Hưng Yên với ông Tô Lâm. Với vai trò Bí thư Quân ủy Trung ương, ông Tô Lâm muốn đưa Hoàng Xuân Chiến lên làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho nhiệm kỳ sau và Nguyễn Hồng Thái sẽ là Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng. Có vẻ như ý đồ này đã bị ông Phạm Minh Chính bắt bài. Và đó là lý do vì sao Phạm Minh Chính đã ký một quyết định tiếp tục đì Nguyễn Hồng Thái tại ghế Tư lệnh Quân khu 1. Bộ Quốc phòng là nơi mà Phạm Minh Chính có quan hệ tốt hơn cả ông Nguyễn Phú Trọng trước đây, do có chung số phận chính trị với Phan Văn Giang. Vì thế, khi Tô Lâm muốn can thiệp vào Bộ Quốc phòng để đánh Phạm Minh Chính thì Phan Văn Giang phải ra mặt cản trở. Cho đến hiện nay, Tô Lâm vẫn chưa có giải pháp nào khả dĩ để khóa hoàn toàn đường quyền của Phạm Minh Chính tại Bộ Quốc phòng. Bất lợi cho phe Tô Lâm tại Bộ Quốc phòng là cả hai tướng Hưng Yên đều không thiết lập được cho mình một bộ khung vững chắc như Tô Lâm đã làm tại Bộ Công an. Từ nhiều năm qua, Bộ Quốc phòng vẫn chưa phải là đất diễn của hai ông tướng gốc Hưng Yên. Nếu hai ông có nội lực thì sẽ giúp Tô Lâm được rất nhiều, còn nếu hai ông không có nội lực sẽ là bào mòn nội lực của Tô Lâm không ít. Thực tế cho thấy cả Nguyễn Hồng Thái và Hoàng Xuân Chiến đều đang cậy nhờ Tô Lâm chứ chưa giúp được gì. Nếu Tô Lâm gỡ được đòn đánh của Phạm Minh Chính, có lẽ ông Thái sẽ trỗi dậy và giúp được Tô Lâm nhiều việc hơn. Hiện nay đang có rất nhiều người chơi cờ trên bàn cờ chính trị, nhưng nổi bật nhất vẫn là Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Rõ ràng ông Chính yếu hơn, nhưng có nhiều phe đang muốn hỗ trợ ông, trong đó có phe Phan Văn Giang trong quân đội. Chưa chắc ông Trọng trước đây có nhiều sức mạnh cơ bắp như Tô Lâm hiện nay, nhưng chắc chắn ông Trọng ít kẻ thù hơn Tô Lâm. Khi ông Trọng ngồi ghế Tổng Bí thư, các phe khác cảm thấy ít nguy hiểm hơn so với Tô Lâm. Nguyên nhân một phần là Tô Lâm đã để lộ bài quá sớm, không tin hoặc tin rất hạn chế người ngoài tỉnh. Điều ấy có nghĩa là các phe khác khó có hy vọng phù hộ Tô Lâm để hưởng chút thành quả về sau. Trận chiến vẫn đang tiếp diễn, Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn chưa ngã. Đáng nói, ông chính là vua trụ hạ hiện nay, tuy thất thế nhưng không thể xem thường, bởi ông rất giỏi khi tìm ra sơ hở của đối thủ và ra tay đánh úp trước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đón trước đòn của Tô Lâm, Phạm Minh Chính ra tay đánh chặn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.